Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn em Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, giá rẻ cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Rồi, chào Đông. Rồi, chào anh Thái nha. Chào cô chú anh chị. Lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ủng hộ em clip vừa rồi. Nay em lên một số hoa cực kỳ là đẹp luôn nha anh chị. Đang hoa rực rỡ luôn. Mong cô chú anh chị sẽ xem video và ủng hộ em. Rồi, địa chỉ vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784694419. Rồi, thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên mã số 1 nha anh chị. Một cây ba màu tiết luôn, phơm tàn tròn do rất là đẹp anh chị ơi. Rồi cái em đó được chiều cao là 65, tán ngang là 70, quanh lô anh 11 nha anh chị. Đây, một cây tàn rất là đẹp anh chị, mã số 1. Rồi cái em xin Zalo là 230.000 anh chị ơi, 230.000 cho cây mã số 1, tàn rất là đẹp. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây ngũ sắc thái 5 màu nha anh chị. Rồi cái này em đã được chiều cao là 95, tán ngang là 95, hoành là hoành 16 nha anh chị. Này nó hơi bị dợp da trên cái cổ chút xíu nha. Đó, ở đây làm có màu cam nè, màu trắng, màu đỏ, màu hồng và màu vàng bên đây. Nó đủ 5 màu cho anh chị nha. Cây này thích hợp anh chị trồng dưới đất nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi cây ngũ sắc này mã số 2, em xin Zalo là giá là 250.000. 250.000 cho cây mã số 2 nha anh chị. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cây trắng tiết anh chị ơi. Trắng tinh khiết của anh chị. Dạ. Rồi cây này em đã được chiều cao là 75. Tán ngang là 65. Hoành là hoành 13 hoành. Rồi cây này mã số 3. Nó cây này em xin Zalo là giá là 230.000. Nó hơi bị chày cái ghế đây nha anh chị. Đó. Mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Tiếp theo là một cây trắng tiết luôn anh chị ơi. Cây này nôm đế cao quá anh chị em. Dạ, đế đẹp luôn. Rồi cây này em đã được chiều cao là 90. Tán ngang là 70. Hoành là hoành 20 luôn nha anh chị. Nôm đế sổ đế rất là cao đẹp luôn. Rồi mã số 4 này em xin Zalo là 300.000. 300.000 cho cây mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là cây hồng tiết anh chị ơi. Đang phun hoa rất là đẹp luôn. Rồi cây này em đã được chiều cao là 75. Tán ngang là 70. Hoành là hoành 14 nha anh chị. Hoành 14. Rồi mã số 5 này em xin Zalo là 250.000. 250.000 cho cây mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 là một cây tím bướm nha anh chị. Tím bướm. Mã số 6. Rồi cái này đã được chiều cao là 75. Tán ngang là 60. Hoành là hoành 10. Rồi mã số 6 này em xin Zalo là 220.000. 220.000 cho cây mã số 6. Hoa rất là đẹp. Rồi tiếp theo mã số 7. Một cây hồng gân hoa đậm nha anh chị. Hồng gân hoa đậm. Rồi cái này em đã được chiều cao là 75. Tán ngang là 70. Hoành là hoành 15 anh chị ơi. Rồi mã số 7 em xin Zalo là 250.000 luôn anh chị ơi. 250.000 cho cây mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Số 8 là một cây hồng tiết luôn. Mã số 8. Rồi cái này em đã được chiều cao là 60. Tán ngang là 55. Hoành là hoành 10 anh chị ơi. Rồi mã số 8 này em xin Zalo là 220.000. Đó, cây rất là đẹp. Mã số 8 nha anh chị. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cây cẩm thạch đỏ lửa. Cẩm thạch đỏ lửa. Dạ. Mã số 9. Rồi cái này em đã được chiều cao là 75. Tán ngang là 80. Tàn thược rất là mượt á. Dạ, hoành là hoành 18 luôn anh chị ơi. Tàn thược rất là nhiều, đẹp luôn. Rồi thì mã số Mã số 9 nha anh chị. Em xin Zalo là giá là 350.000. Tàn thược rất là đẹp, phôi rất là lực luôn, giống mới luôn anh chị ơi. Cẩm thạch đỏ lửa. Mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Cây mandarin của anh chị em. Dạ. Dòng đổi màu à. Rất là đẹp luôn anh chị ơi. Rồi cái này em đã được chiều cao là 1 mét.
tán ngang là 75. Hoành là hoành 11 nha anh chị. Hoành 11 luôn. Rồi thì mã số 10 này em xin giao lưu là 300.000. Dòng này hoa rất là to, đổi màu rất là đẹp luôn anh chị. Đó đây, lên màu cam nè. Hồi có cây sao lên nói rất là đẹp luôn anh chị. Mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Là một cây tím tiết anh chị ơi. Đến nơm cao của anh chị em. Dạ. Tím tiết. Rồi cây này đo được chiều cao là 80. Tán ngang là 65. Gọi là hoành 13 nha anh chị. Hoành 13. Rồi thì cây tím tiết này mã số 11 em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho cây mã số 11. Cây này nó có thêm một màu kajata và vàng hoàng kim đây nữa quý anh chị. Dạ. Là ba màu luôn nha anh chị. Mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Rồi cái này được chiều cao là 75. Tán ngang là 70. Hoành này hoành 11 nha anh chị. Rồi mã số 12 này xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho cây mã số 12. Cây hồng tuyết á. Dạ, hồng tuyết. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là một cây ba màu tuyết nha anh chị. Mã số 13. Rồi cây này em đưa được chiều cao là 80. Tán ngang là 55. Hoành là hoành 15 nha anh chị. Hoành 15. Rồi thì mã số 13 này em xin giao lưu là 250.000. Cây này 4 màu, 3 màu tuyết và 1 màu red pizza. Dạ, 4 màu. Cây rất đẹp quýnh chị em. Dạ. Mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. Là một cây tím Pháp nha anh chị. Mã số 14. Rồi cây này em đã được chiều cao là 65. Tán ngang là 50. Hoành là hoành 11 anh chị. Một đây một rễ lắc lượng luôn. Mà hoa cực kỳ là nhiều nha anh chị. Này. Rồi thì mã số 14 này em xin giao lưu là giá là 200.000. 200.000 cho cây mã số 14 luôn anh chị. Rồi tiếp theo mã số 15. Mã số 15 là một cây cam lửa nha anh chị. Rồi cây này em đưa được chiều cao là 90. Tán ngang là 60. Hoành là hoành 7 anh chị ơi. Rồi thì cây này mã số 15 em xin giao lưu là giá là 220.000. 220.000 cho cây cam nữa. Quay quý anh chị em. Dạ, tàn rất là đẹp luôn. Mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. Vẫn là một cây trắng tuyết à. Dạ, đế nôm. Rồi cây này bắt đầu được chiều cao là 85. Tán ngang là 75. Hoành là hoành 17 anh chị ơi, hoành 17. Rồi cây này mã số 16. Em xin giao lưu là giá là 300.000. 300.000 cho cây mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. Đây là cây 3-4 màu nha anh chị. Red Villa, hồng tuyết, tím bướm. Dạ. Rồi cây này được chiều cao là 75. Tán ngang là 60. Hoành là hoành 12. Rồi thì cây này mã số 17. Em xin giao lưu là 250.000 anh chị ơi. 250.000, cây rất là tàn tược, rất là đẹp luôn. 4 màu anh chị em. Dạ. Mã số 17. Rồi, tiếp theo mã số 18. Cam lửa, ruby, tím lửa, tím bướm. Dạ. 3 màu. Rồi cây này em đã được chiều cao là 75. Tán ngang là 55. Hoành là hoành 12 anh chị ơi. Hoành 12. Rồi cây mã số 18 em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho cây mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Hồng tuyết tím bướm. Đây có trắng lửa nè. Rồi cây này mình được chiều cao là 65. 3 màu. Tán ngang là 60. Hoành là hoành 9 anh chị ơi. Hoành 9. Rồi này mã số 19 em xin giao lưu là giá là 220.000. 220.000 cho cây mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20. Một cây hồng gân quý anh chị em. Dạ, một cây hồng gân. Rồi cây này em đã được chiều cao là 95. Tán ngang là 70. Hoành là hoành 11 anh chị em. Hoành 11. Rồi mã số 20 này em xin giao lưu là giá là 240.000. Có thêm màu vàng nữa quý anh chị em. Dạ. Lên hoa rất đẹp luôn anh chị ơi.
Rồi tiếp theo mã số 21 cũng là cây cuối clip ngày hôm nay luôn. Một cây mandarin đổi màu, đế nôm. Wow, cực kỳ đẹp luôn. Cây này về chơi bonsai rất đẹp quý anh chị em. Dạ. Rồi cây này em đo được chiều cao là 90, tán ngang đó là 60. Quanh là quanh 14 nha anh chị, quanh 14. Rồi thì cây này em xin giao lưu là giá là 350.000 anh chị ơi. Hoa cực kỳ đẹp. Đây. Đủ đó. Màu ha, đổi dạ. Màu rất là đẹp quý anh chị. Đổi màu lên rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp. Rồi thì đây cũng là cây cuối clip nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã dành thời gian xem clip của em và cái kênh của anh Thái nha. Rồi hẹn cô chú anh chị ở clip tiếp theo. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em Đông nha.